Xả hàng phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Đây là mức giá xả hàng rẻ nhất từ trước đến nay luôn các bác ơi. Nhân dịp ngày hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng 10 âm lịch, cũng như là ngày mùng 1 đầu tháng 11 dương lịch các bác ơi. Ngày lâu lắm rồi mới có một ngày trùng lịch như thế này. Ngày hôm nay thì lên xả cho bác giá cực kỳ là rẻ, rẻ nhất từ trước đến nay cho bác những đôi loa Martin London bãi xịn của Anh Quốc các bác ơi. Chưa bao giờ có mức giá này mà ngày hôm nay bên em xả cho bác giá rẻ tụt quần luôn các bác nhá. Xả rẻ chưa bao giờ có luôn, được chưa? Trước khi vào dòng sản phẩm này thì các bác đi qua Hoan Hỷ nhớ để lại cho bên em xin một lượt like và ấn đăng ký kênh các bác nhá. Nhớ bật chuông thông báo để đón nhận sớm những video từ bên em. Còn bây giờ thì các bác ơi, quay trở lại với dòng sản phẩm trong ngày hôm nay. Rất nhiều các dòng sản phẩm ngày hôm nay lên xả hàng thanh lý giá cực kỳ hời cho bác. Mở đầu video trong ngày hôm nay, em có một chiếc âm ly Omaton ấy, hàng của Hàn Quốc xịn 100% các bác nhá. Dòng này 100% hàng của Korea, các bác nhìn thấy không? Chữ Korea không? Hàng của Hàn Quốc xịn nhá. Em có duy nhất một chiếc thôi. Đấy, duy nhất một chiếc. Con này chạy rất là ngon, khẳng định bác luôn. Công suất khỏe, con này công suất của nó rất là khủng luôn các bác nhá. Đấy, đây các bác nhìn mặt đằng sau này. Dòng này nó còn có cả rắc new trick luôn. Đó, những dòng sản phẩm xịn này, con này là 4 kênh này, 1 2 3 4, 4 kênh lận các bác nhá. Đó, dòng sản phẩm xịn và chất như này, đầy đủ tem mác số seri cho các bác luôn. Đối với một dòng sản phẩm âm ly ngon như thế này, bác nào lấy luôn trong ngày hôm nay, em đang xả cho bác giá chỉ 900.000 đồng trên một chiếc này. Các bác thấy được không ạ? Giá quá chi là rẻ luôn nhá. Dòng sản phẩm này nó còn có cái chế độ đánh subwoofer luôn. Đấy, các bác thấy khủng không? Đấy, chế độ các chế độ đánh nhá. Đầy đủ hết bát mic chép hay là mic miếc các thứ là ok, vàng nhại đầy đủ hết luôn, được chưa? Rất là hay. Giá bán công khai cho bác 900.000 đồng. Anh em nào bổ kết có thể liên hệ sớm nhá. Ok. Bên cạnh đây, em có một đôi loa chép này. Một đôi loa chép rất hay, rất tuyệt vời luôn. Đôi loa này thì phải nói thật sự với tất cả bác nha. Nếu các bác về test âm thanh không hay em không lấy tiền. Các bác về mà test mà hú rít mic không lấy tiền luôn. Dòng này thì quá tuyệt vời luôn rồi. Một đôi loa tép họng kèn tên lửa các bác nhá. Dòng này là tép của nó là tép màu vàng, các bác thấy chất không? Nhìn chất âm cực kỳ là chi tiết luôn nhá. Dòng này sản phẩm cực kỳ đẹp luôn. Con này thì em còn một đôi trong kho nhà mình, thì hôm nay lên thanh lý nốt cho bác nào lấy để giá 750.000 đồng. Giá phải nói là siêu ưu đãi và siêu rẻ đúng không bác? Giá này gọi là sập sàn luôn rồi. Anh em nào mà thích tiếng tép nó sáng, nó bay tiếng hơn, mà bộ karaoke nhà mình nó tiếng tép nó đang bị chìm, thì các bác sắm thêm một đôi loa tép này nữa để nó đẩy cái tiếng tép lên, nó sáng và nó bay tiếng hơn. Giá cả rất là rẻ, 750.000. Bác nào bổ kết alo sớm nhá. Bên dưới đây thì em có một chiếc Martin Audio London, nhưng mà con này nó là dòng bass 25. Dòng này em đang bán là bass 30, dòng này bass 25. Con này phù hợp để cho các bác anh em đánh làm loa trợ lời, rất là hợp lý làm loa center. Thì đôi này thì em có một chiếc thôi. Có một chiếc các bác nhớ cho em nhá. Thì ngày hôm nay thì bác nào mà lấy thì đôi này về, các bác nào mà lấy bát, lấy chép, hoặc chúng ta là lấy loa này chúng ta làm loa center thì cũng rất ok. Và em sẽ thanh lý cho các bác duy nhất một chiếc này, bởi vì còn một chiếc nữa, nhưng mà cái chiếc này khi mà bên em tháo phòng hát thì nó bị rơi xuống và nó vỡ tan tành rồi, nên là bên em không thanh lý đôi đấy nữa. Thì còn một chiếc lẻ này, bác nào mà lấy thì em sẽ để cho bác giá ngày hôm nay chỉ có là 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng rất là rẻ thôi. Bác nào lấy mà bổ kết thì có thể liên hệ ngay nhá. Con này nó cũng xuất sắc một chút rồi, không vấn đề gì cả. Anh em nào thấy thích thì có thể chơi, thì có thể liên hệ ngay. Và quay trở lại với dòng sản phẩm rất tuyệt vời trong ngày hôm nay của chúng ta, chính là những đôi loa Martin Audio London các bác nhá. Dòng sản phẩm cực kỳ tuyệt vời. Dòng này thì vào trong phòng hát thì các bác nhìn thấy có gọi là nhiều như kiểu là đấy luôn, nhiều như kiến luôn các bác, nhiều kinh khủng luôn các bác nhá. Dòng sản phẩm Martin London này nó sử dụng trong phòng hát karaoke chuyên nghiệp, các phòng bar, club nhiều vô kể luôn các bác nhá. Nhiều như lợn con các bác. Đấy, đông như lợn con luôn, rất nhiều. Đó, đối với dòng sản phẩm này trong ngày hôm nay thì em đang có chương trình khuyến mãi cực kỳ khủng. Chỉ có trong 2 ngày thôi các bác nhá. Giảm giá kịch sàn luôn, chỉ trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 đầu tháng, Hoan Hỷ cho bác luôn. Báo giá cho bác xả hàng sập sàn trong vòng 2 ngày các bác nhớ cho em nhá. Hết 2 ngày không còn giá này nữa. Báo giá cho bác còn 2 cặp loa thôi. Đấy, các bác nào mà nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì hết luôn. Mỗi một cặp loa Martin Audio London ngày hôm nay bên em bán ra, bên em sẽ trích luôn cho các bác là 200.000 đồng. Từ giá 5.500.000 đồng em giảm giá xuống chỉ còn 5.300.000 đồng. Đấy, duy nhất các bác nhá, duy nhất trong 2 ngày thôi là ngày mùng 1 và ngày mùng 2. Hết 2 ngày mức giá quay trở lại 5.500.000 đồng, các bác nhớ cho em nhá.
Bác nào mà chậm tay chắc chắn là sẽ không còn mức giá này, các bác nhớ cho em được chưa ạ? Ok, quay trở lại với dòng sản phẩm ngày hôm nay thì đôi loa này nó vẫn như những cái dòng loa trước của bên em liên tục giới thiệu đến cho bác thôi. Dòng loa Martin Audio London với dòng loa Bass 30 và chép họng kèn các bác nha. Dòng này là Bass 30 côn 76 từ 190, họng chép kèn lớn, chép kèn 450 từ 130 các bác nhá. Dòng này mệnh danh là ông vua trong phân khúc loa gia đình và ông hoàng trong phân khúc loa karaoke phòng hát, phòng bar. Đấy, các bác phải biết là nó được mệnh danh như vậy là cũng có lý do cả. Từ chất âm, độ đẹp, độ chắc chắn cho tới là độ bền, cộng với đó là gì các bác biết không ạ? Là giá thành của nó phải chăng hơn những dòng khác rất là nhiều, nhưng mà cái chất lượng của nó đem lại thì cực kỳ là hợp lý các bác nha. Với những đôi loa này ngày xưa một những vị khách của bên em phải bỏ ra với mức giá nó phải loanh quanh tầm cỡ gần 20 triệu cho một đôi loa này. Mà hiện tại thời điểm hiện tại em để cho bác giá chỉ có 5 triệu 300 ngàn đồng thì đây là mức giá quá là hời để anh em có thể sở hữu rồi. Đó, phía mặt đằng sau các bác cũng có thể xem được là đây là một dòng loa thùng lệch các bác nha. Đấy, nó là thùng lệch. Dòng loa thùng lệch như thế này thì nó sẽ thiết kế làm gì? Thứ nhất các bác làm các dòng loa chính thoải mái. Thứ hai là những dòng loa làm sân khấu, các bác nhớ cho em, là những cái dòng loa làm loa center sân khấu. Đó, thì thường người ta sẽ vát cạnh như thế này rất là nhiều luôn. Đó, chất âm của dòng này thì được các nhà kỹ sư, các nhà thiết kế sản xuất ra. Họ thiết kế tinh chỉnh rất là chi tiết rồi, những chất âm cực kỳ hay. Dòng này là dòng Blackline F12+, sản xuất tại Anh Quốc. Các bác có nhìn thấy được ngay là hàng sản phẩm là Made in England. Đấy các bác nhé, Made in England, dòng sản phẩm Blackline F12+. Đó, dòng này nó có chuỗi số series ở đây này, mà chả hiểu sao nó bị bung mất rồi này. Bởi vì trước nó là cái tem dán ở đấy thôi, chắc lâu ngày ở trong phòng hát các thứ thì nó cũng bung hết rồi. Nếu chứ mà không có vấn đề gì cả. Hàng mà đã chất rồi thì quan trọng là chất âm thôi. Chứ còn em nói thật là những cái chi tiết và tiểu tiết bên ngoài chúng ta không cần quá quan tâm, đúng không ạ? Ok, quay trở lại với bộ sản phẩm này thì em có bóc ruột gan qua một chút để các bác và anh em có thể là ngắm qua được. Đấy, các bác và anh em cứ nhìn qua, ngắm qua nhé. Đầu tiên chúng ta có thể nói đến là phần bass. Phần bass của dòng loa Martin Audio London này nó là một trong những cái dòng bass cực kỳ đẹp và chất. Với những cái đường nét gân chỉ các bác nhỉ, nhìn nó làm thiết kế này, chỉn chu, những hình tròn đồng tâm. Nó sẽ giúp âm thanh nó cho ra chất âm nó hay hơn, tiếng bass nó chắc hơn và nó có cái độ ấm và độ sâu nhất định của âm thanh. Dòng loa sở hữu cho mình gân vải tẩm dầu 3 lớp sóng với một chất lượng âm thanh tiếng bass mềm, sâu, uy lực. Đấy, và cho ra chất bass mạnh mẽ các bác nhé. Dòng này rất xứng đáng để các bác chơi. Và đối với phòng tép thì có cái họng kèn rất là lớn. Họng kèn này nó tương đương với khoảng tầm cỡ 10 đến 12 inch các bác nhé. Con này thì chắc nó loanh quanh tầm 12 inch, tầm 12 inch cho cái họng chép như thế này. Đó, và quan trọng nhất là phần củ tép thì sao? Phần này sẽ củ tép sẽ là củ tép múi khế, tép dạng múi khế các bác nhé. Dòng củ tép được rất nhiều các hãng ưa chuộng, như các cái dòng loa như JB hay là những cái dòng loa như một vài dòng loa như của GCF, họ dùng những cái dòng chép múi khế này cực kỳ là nhiều luôn vì sự tản nhiệt và chất âm của nó rất là hay. Đấy, tép này là tép 450 các bác nhá, tép 450. Và bên trong này, bên cạnh đây chính là dòng phần bass này cũng bóc qua cái phần bên trong, các bác nhìn qua bên trong là phân tần các bác nhá, phân tần của nó đây. Đó, thì em sẽ quay trực tiếp cái phần bass này, các bác nhìn này, các bác nhìn phần bass nhá, ok chưa? Phần bass đây, phần từ nhá, từ của nó con này là từ 190, từ 190 côn 76 các bác nhớ cho em. Tất cả các đường nét chi tiết nó làm cực kỳ là chỉn chu và cực kỳ là hiện đại luôn. Cổ bass cũng cực kỳ là to và chắc chắn, và những cái phần xương loa này thì toàn bộ là dập bằng thép chống rỉ 100%. Các cái đường dây này nó cũng làm cực kỳ là chi tiết luôn, toàn bộ là bọc cao su 100%. Và tất cả những cái dòng sản phẩm như thế này thì trên mỗi cổ bass của nó đều sẽ có những cái dãy số series. Đấy, đều có dãy số series như này các bác nhé. Ok, và bây giờ không để các bác phải chờ lâu nữa thì bên em xin phép được test qua một chút về chất âm đối với dòng sản phẩm này để các bác cùng nghe và trải nghiệm cũng như là cảm nhận được cái chất âm của nó xem như nào nhé. Ok, ok, bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc remix để các bác cùng nghe và trải nghiệm luôn nhá. Ok chưa ạ? Rồi.
Quá tuyệt vời, quá hay rồi. Các bác thấy không? Chất lượng âm thanh của nó thì dám đảm bảo với bác là rất là tuyệt vời luôn nha các bác nha. Ok, với dòng sản phẩm như này các bác hoàn toàn có thể phủ trong không gian diện tích loanh quanh tầm khoảng 30 đến 40-50 mét vuông. Nó chơi ầm ầm với một đôi loa này luôn. Bởi vì với một cái dòng bát 30 từ 190 côn 76 như này thì chất bát của nó đánh rất là mạnh mẽ và uy lực, không cần phải bàn cãi về chất âm nữa các bác nhé. Quá hay luôn rồi. Ok, các bác nào mà trong ngày hôm nay mà đang có nhu cầu sắm những cái đôi loa Martin London hàng bãi xịn của Anh Quốc này, liên hệ sớm với bên em theo số điện thoại em để trên màn hình và dưới phần mô tả các bác nhé. Và mức giá trong ngày hôm nay đang xả cho bác giá cực kỳ là rẻ rồi, giảm trực tiếp đến 200.000 đồng cho các bác. Đây là mức giá gọi là tri ân cực kỳ sâu trong những dòng sản phẩm Martin London các bác nhé. 5.300.000 đồng bao ship tận nhà, dây giắc tặng đầy đủ, bảo hành cho bác lên tới 1 năm, cam kết hàng nguyên zin nguyên bản cho các bác luôn, được chưa ạ? Ok, clip đến đây xin là kết hết rồi các bác. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Đừng quên là ấn like và đăng ký kênh các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.